Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin kinh tế tài chính. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Chưa xem xét thành lập hãng hàng không mới. Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận các gói hỗ trợ của chính phủ. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sụt giảm trong tháng 4. vậy, Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra khẳng định trước mắt bộ này tạm thời chưa xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới. Việc này sẽ chỉ được nghiên cứu sau khi thị trường hàng không phục hồi sau dịch Covid-19 để bảo đảm quản lý nhà nước về hàng không và phát triển bền vững. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã giao Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ra soát xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới. Bảo đảm quản lý nhà nước về hàng không và phát triển bền vững, trong đó, lưu ý các vấn đề về tiêu chí của sân bay căn cứ khi thành lập hãng hàng không ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm thị trường vận tải hàng không thế giới và Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng, chưa xác định được thời gian phục hồi, do đó tạm thời chưa xem xét thành lập hãng hàng không mới. Hiện tại, thị trường Việt Nam đang có 5 hãng được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, gồm Việt Nam Airlines, Vietjet, Zeta Pacific, Bamboo Airways và Vasco với tổng số 214 tàu bay thương mại khai thác. Thưa quý vị, sau khi sơ tuyển trong nước, dự án đường cao tốc Bắc Nam đã xác định được danh tính liên danh các nhà đầu tư đủ điều kiện nhận hồ sơ mời thầu và chuẩn bị bước vào dòng đấu thầu. Theo đó, có 18 liên danh nhà đầu tư đã được Bộ Giao thông vận tải xác nhận đủ điều kiện nhận hồ sơ mời thầu tại 7 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cụ thể, 7 trên tổng số 8 dự án thành phần có tối thiểu hai nhà đầu tư với tổng cộng 18 liên danh nhà đầu tư vừa qua sơ tuyển gồm Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Giọt, Nha Trang Cam Năm, Cam Năm Vĩnh Hảo và Phan Thiết Dầu Dây. Riêng dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết không có nhà đầu tư qua sơ tuyển. Về phía các doanh nghiệp tham gia sơ tuyển, công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 là doanh nghiệp nằm trong các liên danh nhà đầu tư trúng tuyển nhiều nhất khi có mặt ở hầu hết 7 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Đứng thứ hai là tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex khi nằm trong thành viên của các liên danh nhà đầu tư trúng sơ tuyển tại năm dự án. Bộ Giao thông Vận tải đưa ra kế hoạch sẽ phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà đầu tư trong tháng 5 năm 2020 thời gian tối thiểu theo quy định để triển khai giai đoạn đấu thầu khoảng 6 tháng. Theo yêu cầu của chính phủ, việc thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ sẽ phải hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn những khó khăn trong việc triển khai do thiếu nguồn vốn. Một số quyết định quy định liên quan còn bất cập, việc lựa chọn công nghệ kết nối, thanh toán dịch vụ trả phí không dừng chậm. Thưa quý vị, đây là thông tin được đưa ra tại buổi tòa đàm tìm giải pháp thúc đẩy công nghệ thu phí không dừng tổ chức ngày 13 tháng 5. Theo hiệp hội Dân tải ô tô Việt Nam, dù có nhiều ưu điểm vượt trội, nhưng nhiều phương tiện chưa thực sự bằng mà với việc sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Thời gian qua, việc triển khai thu phí không dừng chủ yếu mới chỉ là các giải pháp về hành chính, chưa quan tâm đúng mức về thị trường và dịch vụ. Những cái vấn đề mà các cái đơn vị vận tải, tức là bên mua đấy, người ta quan tâm cái gì? Hình như các ông chỉ chưa quan tâm, chưa nghiên cứu. Và do đó cho nên là có cái hiện tượng là bây giờ chúng ta dùng các mình lại hành chính này để chúng ta tuyên truyền các thứ vân vân. 800 000 doanh nghiệp đã gắn rồi nhưng người ta cũng không sử dụng mấy. Dương mắt nhất là các dự án của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC không tìm được nguồn vốn triển khai. Lý do thứ hai là do VEC đã chuyển về quỹ ban quản lý vốn nhà nước, việc triển khai cũng khó khăn hơn. Ngoài ra thói quen sử dụng tiền mặt của người dân vẫn còn như trạm thu phí tại địa phương khi triển khai lắp hai làng rồi mới chỉ đạt 10 đến 20% phương tiện sử dụng. À, vừa rồi thì rất may là cái nghị định 100 của, của thủ tướng thì trong đấy nào đã nói rõ là các cái xe mà đi sai làn thì phạt nhưng mà rõ ràng là nếu hợp mà không dán thẻ vẫn đi vào các đàm BOT thì chúng ta tính như nào. Cái doanh thu của bây giờ cái nhà đầu tư dự án thu phí tự động không dừng cũng bị sụt giảm theo, không đạt được cái phương án tài chính như dự kiến ban đầu. Như đối với công ty VTC thì sụt giảm doanh thu đã dẫn đến cho nhà tài trợ tín dụng là à, lo ngại với phương án tài chỉnh và dẫn đến dừng Để đảm bảo dựng hành thu phí không dừng trên toàn quốc và cuối năm nay, các ý kiến đều cho rằng trước hết cần xử lý các tồn tại chứa mắt dự án cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6. Bên cạnh đó, ra soát các phương án tài chính của dự án thu phí không dừng, xác định tỷ lệ trích phí giữa các nhà đầu tư, đảm bảo khai hòa lợi ích các bên để đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng dịch vụ giữa các bên, tiếp tục xử lý nghiêm các chủ phương tiện không dán thẻ đi vào làng thu phí không dừng. Trong quý một vừa qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến cả các doanh nghiệp và các nhà môi giới trong lĩnh vực bất động sản. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại những con số cho thấy những khó khăn của thị trường nhà đất trong thời gian qua. Báo cáo khảo sát từ các lượt truy cập giao dịch nhà đất của trang web bất động sản com vn cho thấy tổng số lượng các cuộc tìm kiếm trong quý 1 trong cả nước giảm mạnh tới 23% so với cùng kỳ năm trước. Điều này nói lên sức cầu yếu nói chung của thị trường do những tác động của dịch Covid-19. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản gần như không ghi nhận nguồn cung mới. Thị trường cho thuê và bất động sản căn hộ đối diện với triển vọng ám đạm. Các báo cáo của các công ty nghiên cứu khác cũng cho ra các kết quả không mấy tươi sáng. Đặc biệt, theo khảo sát từ 1.000 nhà môi giới bất động sản, cho thấy kết quả 97% ghi nhận số lượng giao dịch giảm trong thời gian dịch bệnh theo trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang, đơn vị này đang đẩy mạnh hoạt động liên hệ với các tập đoàn phân phối, chợ đầu mối, doanh nghiệp, thương nhân tiêu thụ nông sản trong tỉnh, trong nước và nước ngoài. Cụ thể, các siêu thị thuộc các tập đoàn lớn đã thương thảo với một số doanh nghiệp tiêu thụ giải thiệu của Bắc Giang để trao đổi thông tin về mùa vụ và các điều kiện phục vụ cho công tác tiêu thụ. Sở Công Thương Bắc Giang cũng đang làm việc với đại diện các tập đoàn lớn, hệ thống các siêu thị, các chợ đầu mối nông sản của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn khác để tiêu thụ giải thiệu. Đến nay đã có tất cả 6 doanh nghiệp tập đoàn gồm Eon, Centra Group, Mega Market và các doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, Bến Tre, công ty cổ phần Ame Việt Nam Hà Nội và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm toàn cầu Lục Ngạn tham gia tiêu thụ giải thiệu. Trước mắt, các đơn vị dự kiến sẽ tiêu thụ gần 1.000 tấn giải thiệu để xuất khẩu sang thị trường các nước Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Mỹ và các nước EU thưa quý vị thời gian qua những gói cứu trợ của chính phủ từ chính sách tài khoá đến tài chính dù rất kịp thời đúng đắn về chủ trương nhưng lại chậm đến tay doanh nghiệp trên thực tế theo khảo sát thì chỉ khoảng 25 đến 35 phần doanh nghiệp của thành phố hồ chí minh đã được thụ hưởng chính sách này còn đại đa số doanh nghiệp vẫn đang chật vật trụ vững để phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch như vậy nên chăng cần thay đổi cách thức triển khai các gói cứu trợ này để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trước khi quá muộn Lương thực thực phẩm là những nhóm ngành có nhu cầu vốn rất lớn, vừa để tiếp sức công nhân đồng hành cùng doanh nghiệp, vừa dự trữ nguyên vật liệu, duy trì ổn định sản xuất phục vụ nội địa và tận dụng thời cơ xuất khẩu. Tuy nhiên, thời gian qua có rất ít doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ trợ, cứu trợ của chính phủ, nguy cơ sẽ khó phục hồi nhanh sau đại dịch. Vẫn còn vướng mắt mà các doanh nghiệp chưa có tiếp nhận được hết. Ví dụ bên ngành chế biến lương thực thực phẩm thì vào khoảng 30% là tiếp nhận được, còn một số khác nữa thì không có thể là chứng minh được hết theo những cái quy định để chứng minh tác động covid làm một cái điều kiện mà lại dùng để tiền kiểm trong các cái yếu tố thực hiện chính sách thì tôi cho cái đó là 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 một cái rào cản nút thắt rất lớn đối với doanh nghiệp. Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 21% doanh nghiệp tiếp tục cầm cự đến hết tháng năm, chỉ 2% doanh nghiệp duy trì được đến cuối năm và khoảng 19% doanh nghiệp sẽ phá sản trong quý hai, cho thấy một thách thức rất lớn cho sự phục hồi sản xuất sau đại dịch. Cái khó nhất hiện nay là nhiều gói hỗ trợ được thực hiện qua ngân hàng thương mại nên các điều kiện khắc khe để giảm nguy cơ nợ xấu. Khi họ gửi hồ sơ đến cho ngân hàng thương mại thì họ chỉ mới khó khăn thôi. Nhưng mà chúng ta xem xét riết rồi chậm quá thì họ sẽ phá, dẫn đến phá sản. Thì cái tình trạng này nó không hay và để khắc phục tình trạng này thì chúng tôi cũng có thể là đưa ra những hướng tháo gỡ đặc biệt là trong cái khâu mà gọi là cơ cấu lại nợ mà không chuyển nhóm nợ đối với các cái, cái doanh nghiệp thực tế cho thấy chính sách hỗ trợ đã có nhưng chưa hiệu quả tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 31% doanh nghiệp tiếp cận được do chính sách gia hạn nộp thuế nộp thuế đất 28% doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ giãn nợ hạ lãi suất cho khoảng 34% doanh nghiệp có dây tiền trả lương cho người lao động nếu không sớm có cơ chế linh hoạt, nhanh gọn, thì tiền cứu trợ chỉ có thể đến với rất ít doanh nghiệp hoặc là sau khi doanh nghiệp đã phát sản. Chính phủ và các cái chính quyền địa phương có thể đưa ra các tiêu chí dựa vào các cái kết quả kinh doanh trước đó của doanh nghiệp, dựa vào số lượng lao động của các doanh nghiệp tuyển dụng trong giai đoạn trước đó. Hay nói cách khác là dựa vào những cái con số hay chỉ tiêu có thể quan sát được một cách tương đối dễ dàng và minh bạch và sau đó thì chúng ta sử dụng các phương pháp hậu kiểm về sau. Bây giờ mà ngồi kiểm đếm chứng minh là người đó có vẻ hạm hay không, không xong họ đi hết rồi. Phải phương pháp hậu kiểm, ông cứ khai đi, doanh nghiệp thiếu ừ. tiền để trả công nhân, ghi vào đó, cam kết sau này kiểm tra sai tôi trả lại cho nhà nước. Đúng không? Thì nó mới nhanh. Chứ bây giờ mà ngồi cứ ngồi xếp hàng đó đếm từng người, khuya lắm rồi kẹt. Giống là mạch máu của doanh nghiệp, có thể nói doanh nghiệp đang hăng hái bắt tay vào phục hồi sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới nhưng với những khó khăn hiện nay thì một sự hỗ trợ dù nhỏ nhưng kịp thời cũng sẽ là cứu cánh để vượt qua thách thức góp phần tăng trưởng kinh tế Bản tin kinh tế tài chính hôm nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, Mỹ tiếp tục ghi nhận những số liệu không mấy tích cực về kinh tế khi dịch COVID-19 vẫn hoành hành ở nước này. Bộ Lao động Mỹ cho biết giá tiêu dùng ở nước này trong tháng tư vừa qua giảm mạnh nhất kể từ cuộc suy si thoái hồi năm 2008 do nhu cầu xăng dầu và các dịch vụ bao gồm đi lại bằng máy bay sụt giảm. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 4 giảm 0,8% so với tháng 3. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2008 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng thời đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI của Mỹ giảm sau mức giảm 0,3% của tháng 3. So với tháng 4 năm 2019, CPI của Mỹ chỉ tăng 0,3%, đánh dấu mức tăng theo năm ít nhất kể từ tháng 10 năm 2015, giá thấp hơn hẳn mức tăng 1,5% của tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin từ Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ và đang nỗ lực hoàn thành cam kết tăng cường mua hàng hóa Mỹ ngay cả khi hoạt động giao dịch bị hạn chế do sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Nguồn tin dẫn lời các quan chức tại Bắc Kinh cho biết, nếu cả hai bên đang cùng hành động một cách tích cực, thì hàng ngạch mua hàng không đạt được trong tháng này vẫn có thể thực hiện trong tháng khác thông qua việc mua bổ sung. Đó không phải là một thỏa thuận có thể được hoàn thành bằng một giao dịch đơn lẻ và khó khăn do dịch bệnh gây ra cũng có thể được tính đến. Washington đang hoài nghi về việc Trung Quốc tôn trọng cam kết mua 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Mỹ. Thực tế thì Trung Quốc đang nằm chậm cam kết của nước này Họ đã mua thêm đầu tương và năng lượng từ Mỹ, song cũng tăng lượng mua từ các nước khác và giảm hơn 2 lần tỷ lệ mua trong số còn lại của khung thời gian 2 năm của thỏa thuận. Hãng chế tạo máy bay Boeing Mỹ thông báo có thêm nhiều đơn hàng mua máy bay 737 Smart bị quỷ. Trong khi đó, giám đốc điều hành Boeing David Kahnhau cảnh báo sự sụt giảm mạnh của ngành hàng không do tác động của đại dịch COVID-19 có thể khiến một hãng hàng không lớn của Mỹ bị phá sản. Theo số liệu trên trang web của Boeing, 108 đơn đặt mua máy bay 737 MAX đã bị hủy trong tháng 4. Hãng cũng đã giảm các hợp đồng đặt mua 101 máy bay khác, qua đó đưa lượng hàng tồn kho của hãng xuống dưới 5.000 chiếc lần đầu tiên kể từ năm 2013. Dòng máy bay MAX 737 đã bị cấm bay từ tháng 3 năm 2019 sau khai vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng liên quan đến dòng này. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 khiến hoạt động đi lại bằng đường không giảm mạnh đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua máy bay. Tháng trước, Boeing thông báo đã cắt giảm 10% lực lượng lao động do giảm công suất sản xuất của các mẫu máy bay được ưa chuộng. Sau khi đóng cửa các nhà máy hồi cuối tháng 3, Boeing đã nối lại hoạt động sản xuất hầu hết các máy bay thương mại. Ông Conhau cũng bày tỏ tin tưởng vào sự phục hồi lâu dài, song cho biết sẽ cần 3 đến 5 năm để ngành hàng không trở lại mức của năm 2019. Bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.